trong hơn 100 hiện vật tại triển lãm Long Vân Khánh Hội, hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam, có cả ngọc dụ bằng vải thêu niên đại 1845 và sắc phong thần bằng giấy thời vua Thiệu Trị niên đại 1846, thu hút sự chú ý của người xem. Theo chia sẻ từ nhân viên Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, ngọc dụ bằng vải thêu và sắc phong thần bằng giấy thời vua Thiệu Trị là vật phẩm quý. Đây cũng là lần đầu tiên hai vật phẩm này xuất hiện trước công chúng. Tại triển lãm, người xem được nhìn kỹ từng chi tiết trên vật phẩm, từ chữ viết đến các con dấu, hoa văn được in theo cách tỉ mẩn sắc nét. Bên cạnh ngọc dụ bằng vải thêu và sắc phong thần bằng giấy, triển lãm còn trưng bày nhiều vật phẩm mang hình tượng rồng như long bào được thêu hình rồng năm móng, đồ gốm dùng trong cung đình, phù điêu trang trí trên mái cung điện thời Lý, Trần, Lê, Lư Hương, Bát Nhang, Ngày Thờ, v.v. Trong tâm thức của người Việt, rồng là biểu tượng của vương quyền, sức mạnh siêu nhiên, sự may mắn và thịnh vượng. Hình tượng rồng đã hiện diện đa dạng trong mọi mặt đời sống xã hội, từ kiến trúc, trên trang phục, trong đồ mỹ thuật ứng dụng cho đến sinh hoạt lễ hội. Long Vân Khánh Hội, hình tượng rồng trong văn hóa Việt Nam là triển lãm chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, nhằm chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Triển lãm chia làm 4 không gian với hình tượng rồng trong kiến trúc, trong tín ngưỡng tôn giáo, trong cung đình và trong đời sống sinh hoạt. Các hiện vật này thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh và một số thuộc sở hữu của tư nhân.